kiến thức kinh tế cơ bản nhất mà bạn phải biết, lưu để nhớ. Một, kinh tế có hai thành phần chính là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi, động cơ của người tiêu dùng, giá cả, lợi nhuận. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế rộng hơn và những giá trị lớn hơn như lãi suất, GDP và các công cụ khác mà bạn thường thấy trong mục kinh tế của các tờ báo. Kinh tế vi mô hữu ích hơn cho các nhà quản trị, còn kinh tế vĩ mô có lợi hơn cho các nhà đầu tư. Ngoại trừ các điểm 2 và 3, tôi sẽ lướt qua kinh tế vĩ mô ở các mục khác. 2. Tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Đây là công cụ cơ bản nhất để đo kích thước của một nền kinh tế. Theo khái niệm, GDP sẽ bằng tổng thu nhập của tất cả người dân trong một quốc gia hoặc tổng giá trị thị trường của tất cả sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong quốc gia đó. Hiện nay, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới xét theo GDP, khoảng 20.000 tỷ đô la Mỹ. Điều đó có nghĩa rằng mỗi năm có 20.000 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Mỹ. 3. Tốc độ tăng trưởng. Sự phát triển của một nền kinh tế được đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP. Vì GDP là thước đo thu nhập của một quốc gia, nên tốc độ tăng trưởng GDP sẽ cho thấy thu nhập trung bình một người dân tăng lên bao nhiêu mỗi năm. 4. Luật cung cầu, nền tảng của kinh tế. Bất cứ khi nào nguồn cung tăng sẽ làm cho giá giảm và cầu tăng sẽ làm giá tăng. Vì thế, khi bạn sản xuất thừa ngũ cốc, giá thực phẩm sẽ giảm và ngược lại. Hãy suy nghĩ một cách trực quan, bạn sẽ thấy quy luật này đúng ở mọi nơi trên thế giới. 5. Lạm phát. Bạn đã biết rằng giá của hầu hết các SP hiện nay đều cao hơn so với thời cha ông chúng ta. Lạm phát tính theo phần trăm cho thấy mức độ tăng giá cửa hàng hóa so với năm trước. Trong nền kinh tế phát triển, lạm phát hàng năm vào khoảng 2%, điều đó có nghĩa rằng giá các món hàng tăng trung bình 2% mỗi năm. Vai trò cơ bản của NHTVK là quản lý tỷ lệ này và giữ nó ở một con số dương thấp. Phía trên là biểu đồ cho thấy mức độ lạm phát của Mỹ trong suốt 100 năm qua. 6. Lãi suất. Khi bạn cho ai đó vay tiền, bạn mong đợi sẽ nhận được thêm một khoản tiền đền bù. Phần tiền này gọi là tiền lãi. Lãi suất là một số dương phản ánh số tiền bạn sẽ nhận được thừa ra so với khoản ban đầu bạn cho vay. Hãy theo dõi biểu đồ lãi suất ở trên. Trong ngắn hạn, lãi suất thường được quy định bởi các NHTVK. Hiện nay, nó gần tiến về mức không. Về lâu dài, lãi suất sẽ do thị trường quyết định và phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và viễn cảnh của nền kinh tế. Những cơ chế NHTVK dùng để kiểm soát lãi suất ngắn hạn được gọi là chính sách tiền tệ. 7. Mối quan hệ lãi suất lạm phát tăng trưởng. Gần như có một mối quan hệ ngược chiều giữa lãi suất và tỷ lệ tăng trưởng GDP. Ngoài ra, lãi suất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ lạm phát. Vì thế, khi bạn gia tăng lãi suất, lạm phát sẽ có xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, đi cùng với nó là kinh tế phát triển chậm lại. Do vậy, không có gì khó hiểu khi việc quy định lãi suất luôn khiến các nhà chức trách phải đau đầu. Ở Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang, Fed, chịu trách nhiệm quy định lãi suất ngắn hạn và đó luôn là một trong những thông tin kinh tế được theo dõi nhiều nhất. 8. Chính sách tài khóa. Chính phủ có thể kiểm soát nền kinh tế bằng cách điều chỉnh chi tiêu. Nhóm các cơ chế sử dụng ngân sách hình thành nên chính sách tài khóa. Khi chính phủ chi tiêu nhiều, dẫn đến cầu nhiều hơn và giá tăng nhiều hơn. Điều này có nghĩa rằng nền kinh tế tăng trưởng tốt nhưng đồng thời mang theo lạm phát cao và ngược lại. Do đó, chính phủ cố gắng chi tiêu nhiều hơn trong giai đoạn tăng trưởng thấp và lạm phát thấp, đồng thời thắt chặt chi tiêu trong thời kỳ tăng trưởng và lạm phát cao. 9. Chu kỳ kinh tế. Nền kinh tế có những thời kỳ bùng nổ và khủng hoảng với chu kỳ khoảng 7 năm. Khởi đầu chu kỳ sẽ là sự bùng nổ của nền kinh tế, sau đó nó phát triển đến mức cực thịnh, tiếp đến sẽ bước vào suy thoái, thời kỳ tăng trưởng âm, thất nghiệp gia tăng và cuối cùng là sang chu kỳ tiếp theo. 10. Chi phí cơ hội. Khi thực hiện một hành động gì đó, bạn có thường so sánh lợi ích của hành động ấy so với các hành động khác? Ví dụ, vào tối thứ 6 khi phải làm việc cật lực cho một dự án, bạn có thể nghĩ rằng trời đất, mình đáng lẽ nên làm việc gì đó khác. Việc khác ấy, trong trường hợp này là tiệc tùng cùng bạn bè, có một giá trị cao và nó chứng tỏ dự án hiện tại của bạn tốt hơn, hấp dẫn hơn. Giá trị của hành động mà bạn bỏ lỡ được gọi là chi phí cơ hội.
Vì thế, nếu bạn bỏ một công việc trả lương 120.000 đô la năm để bắt đầu lại, chi phí cơ hội của việc bắt đầu lại là 120.000 đô la năm. Bạn nên chọn những công việc mang lại doanh thu cao hơn những công việc khác mà mình đã từ bỏ. Theo tạp chí Doanh Nhân, chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.